mọi người lưu phôi mai thường chậu mà sống khỏe đó mọi người. Cái này mình về nhà mình tập ghép chơi rồi. Cái này là mã số 1. Em bán lần 3 cây gì em không có bán lẻ nha mọi người. Mã số 1. Quanh nó 11. Con hạ con cây thôi. Cao tốt trên đây ha, mẹ em được cao tốt trên đây luôn, cái nhánh trên đây luôn 25. Cái này là em vô chậu mũ này từ lúc mà cái phôi tới giờ nha. Đó, nó đâm chậu xuống khỏe gì rồi ha. Về là mình tập ghép rồi, cây này để đây tượng trưng cho mình nhìn cây cây. Cái cặp này nó có cái cây này nó đẹp nè. Bán lẻ anh em. Cái này cây này cũ bự lắm nè, đầu tiên á. Có cây này thì ốm nhất. Cái này em bán là một cặp như vậy đó chứ em không bán lẻ ha. Hoành này, hoành cái thân này là 13. Chiều cao là 13 luôn. Đó. Rồi mã số này là mã số 3, em cho lưu với mọi người 450.000 em bao ship toàn quốc. Số 4 nha mọi người. Số 4. Đó, cây này cũ như lắm rồi nè anh em. Nè, cũ rồi ha. Đó, đây cũng vậy nè. Tại không có bư xuống nha anh em. Tại trồng clip đợi đó. Mà đây cũng vậy nè. Cái này là em vô chậu này từ nhỏ tới lớn vậy ha. Từ cái lúc em trồng phôi tới giờ đó. Phôi á rồi nó đâm chậu nè. 1 năm rồi đó anh em ơi. Cả năm rồi. Đó cây nhỏ này chín nè. Chiều cao tới đây là 11. Cao tới đây 26. Ủa cây bự để đâu cây bự đây. Có một cây bự nè 12. Rồi mã số này là mã số 4. Em giao lưu với mọi người 450.000 em bao ship toàn quốc. Rồi tiếp theo là mã số 5 nha mọi người. Mã số 5. Cái này mini. Hoành nó là 8,5. Chiều cao nó 10. Đó. Em có để cái chai mình nhìn mình có thể hình dung qua được giùm em ha. Đây em coi quay lại từng cây cho anh em xem. Đó, cây này cũ cũng dữ lắm nè. Ha, cây này cũng vậy nè ha anh em. Rồi cây này cũng cũ đế như nè. Dưới này không ha. Rồi mã số 5 giao lưu với mọi người 400.000, 3 xếp toàn quốc. Dữ ha, cây này cũng vậy nè, có cây này thì nó hơi dở thôi à. Tại, nó cũng được. Tại vì bán kèm kèm theo vậy đó anh em ơi. Hoành nó 10, cao của cái thân này là 14. Rồi mã số 6 em giao lưu với mọi người 450.000 bao ship toàn quốc. 3 cây mà 450.000 thôi anh em ơi, bao ship luôn. Tiếp theo là mã số 7. Cây này ba cây cũ dữ lắm nha anh em. À, cây đầu tiên anh em coi cũ nè. Đó, hết hồn luôn ha. Đó, cây số 2 cũ dữ lắm rồi nè. À, cây số 3 cũng cũ dữ dằn luôn ha, không có bư xuống nha anh em. Đen rất là độc anh em ơi. Ba cây. Bên nó 13. 13. Chị cao của nó là 13 luôn. 13. Rồi mã số 7 em giao lưu với mọi người 600.000 em bao ship toàn quốc. 600.000 bao ship. Để xuống tiền.
Rồi tiếp theo cành số 8. Đó, có một cây thú, thú nhộng đít, thú nhộng đít luôn rồi anh em ơi. Rồi cây này cũ cũng khá bự luôn nè. Cây này đế cũng tương đối khá lắm nè, tại vì em để trồng sát xuống vậy. Hoành nó 12, cái thằng cây to nhất là hoành 12, chiều cao 16. Rồi cái mã số này là mã số 8. Em giao lưu với mọi người 450.000, em bao ship toàn quốc. Tiếp theo là số 9. Số 9. Này hai cây ha. Cái hai cây này khá to ha anh em. Cây này củ đế dữ lắm nè. Xem cho anh xem coi nè. Đó, không có bư ra đó nè, củ còn về dài dưới này nè. Đó, cây này cũng vậy nè. Đó. Ha. Số 9. Số 9. Rồi mã số 9 em giao luôn với mọi người 400.000, bao ship toàn quốc. Rồi tiếp theo là mã số 10. 10. Em có 10 cặp thôi ha. Mã số 10, mã cuối cùng của clip. Hoành nó 21. Cao là 15. Hoành nó 14. Cao là 26. Rồi mã số 10 em giao lưu với mọi người 400.000, em bao ship toàn quốc. Mã số 10 cũng là mã số cuối cùng của clip. Em cảm ơn mọi người đã xem, rất mong được sự ủng hộ của mọi người qua số điện thoại là 0.